Rồi, cái bịch ấy rồi đưa cho khách đi nè, đưa ra ngoài trước đi. Ăn gì luôn bao nhiêu các bạn ngồi đi chị ơi. Sao? Ủa? Sao người bán được không? Trời ơi, buôn bán ấy ẩm lắm chị ơi, thấy có mùi lát đát có mấy người chứ nhiều. Ăn cái thằng thiên đụng ơi. Vậy mà lát đát mấy người hả? Hả? Ủa? Mới đông được kìa. Chứ quýt hết trơn mà lát đát mấy người là sao? Trong con nhiều khách chừng thì đâu chưa ta. Em có nhiều chừng á. Vậy đó ha. Dạo này biết sao không? Tiết nắng nóng quá ha. Bán chậm hả? Bán chậm thì thấy chậm thôi. Dạo này bán thế như lắm sao mà hải sản lên đậu trên vậy? Đào chị. Từng cái mà trang trí. Dạ. Thôi sẵn đây chị nói luôn, không dài dòng. Tháng này mặt bằng lên 3 triệu. Cái gì? Mặt bằng tháng này lên 3 triệu em ơi. Cái gì mà tiền không tăng mà chỉ mà bằng tăng, đồ ăn không tăng mà bằng tăng hoài chị. Cái gì cũng phải có lý do chứ em. Bây giờ mọi thứ nó càng lên thì mặt bằng chỉ phải lên chứ. Bây giờ mặt bằng chị không lên thì ai chịu lỗi cho chị? Đừng lo chị, không cảm đi. Dạo này á buôn bán ế ẩm như đấm trời. Khách khứa không có nhiều gì, thấy lát đát có vài người ngày bán không nhiều vàng đâu. Rồi á này kia đồ đồ ăn này cũng biết không? Sản lấy lên nó mắc dữ lắm. Rau rác nó lên rồi á dầu mỡ nó lên tùm lum cái hết cây hết cao. Rồi chị nghĩ sao rồi? Mặt bằng thì chết em rồi chứ. Mặt bằng giờ lên đi 3 triệu nó xem em sốc nổi. Cái thằng ơi bây giờ em kêu thông cảm cho em rồi ai thông cảm cho chị hả? Trời ơi tiền ngân hàng tiền đủ đó em coi đi. Bây giờ ai thông cảm cho em rồi và ai thông cảm cho chị đây hả? Giờ khổ muốn chết đừng có sung sướng gì đâu chị ơi. Vậy nghĩ coi quán thì vắng khách. Rồi đồ ăn thì càng càng tăng. Thấy không, hải sản lập rồi em thấy bụng có 200, bụng từ 300 mấy. Vậy đó hả? Mà em đâu dám lên khách, đâu lên cho khách đâu. Cái khách thấy mắt có khách 1.000 thì mắt khách tẩu em. Mà chị lên cái gì thì chết em rồi chị ơi, sống sao nổi. Trời ơi, chị cũng không muốn lên em ơi. Tại giặt giá càng ngày càng leo thang nên là mặt bằng chị phải lên thôi chứ giờ sao. Giặt giá leo thang thì chị mới cái mặt bằng chị. Cho phải lên chứ em. Em thấy vàng lên, điện lên, nước lên không? Mọi thứ nó lên thì mặt bằng chị phải bắt buộc phải lên rồi. Bây giờ sao, có chịu không? Không chịu chị lấy mặt bằng lại à? Làm gì để chết em rồi, nghĩ sao giờ rồi? Nghĩ sao lên nên lên đi mặt bằng mới rồi sao buôn bán sao sống nổi? Thì bây giờ đó, giờ chị nói cho em nghe vậy đó. Bà số 8 tính tiền kìa. Bà số 8 tính tiền kìa quá trời, vậy mà la lớp khớp lua thua gì? Thôi, nghe nè. Chị? Con tí hải sản em gửi gì vậy? Gửi gì hả? Gửi gì gửi chứ chị dẫn lên mặt bằng nha. Thì cho chị lấy chứ chị cũng phải lên mặt bằng nha không? Được không? Bây giờ chị nghĩ coi chị lấy mặt bằng lại vậy rồi chị để cho ai thuê, bây giờ chị có em thuê chứ ai thuê? Đánh thằng rổ đĩa ơi, làm gì không chạy? Chạy. Bé tình bên kia là nó đặt cọc trước rồi đó. Là bây giờ nó chịu lên thì chị mới lấy mặt bằng lại. Bây giờ nếu mà em bán được thì em chịu cái giá đó thì ok, chị em nể tình là để cho em. Còn không mà chị đưa qua bé tình đó đó, được không? Chứ chị nghĩ coi giờ khách cứ không có, giờ tiền cái hải sản lên, rau rác lên rồi cái gì cũng lên hết trơn. Hình như là cái lúc mà ba mẹ em sanh ra là trong đầu em mặc định là chữ không có, không á, cái gì cũng không có chứ mà sao lưng gặp. Rồi con cái em tùm lum hết trơn, rồi gửi về quê rồi lúc nào con không chị không có cần biết cái chuyện gia đình của em. Chị chỉ cần biết là cái tháng này chị lên 3 triệu được không? Được á thì thuê tiếp, còn không thì chị lấy mặt bằng lại. Sao bé thế liệu? Chị về đi để em suy nghĩ. Ai suy nghĩ nhanh nha. Không được là chị lấy lại đó nha. Cái này cho có lấy chấm chưa? Rồi. Dạ. Cái chấm gì hết đó. Có con biển nữa. Rồi đúng hơn nha, nhớ nha. Mời nha bà. Lên đi mặt bàn. Thì đó làm ăn được cái ghét nữa. Tao mà tao biết cái con quỷ tình bên đối diện là để mình là cái gì rồi. Thiệt chứ, cái làm gì không không mà lên mặt bằng. Đã tiền đồ ăn thì mình bán không lên cho khách mà mặt bằng lên hoài. Làm như sao sống nổi. Cái con quỷ Hà Bá, con quỷ Chúa Sứ, con quỷ Chúa Ngục, con quỷ Âm Binh, con quỷ hột dịch lộn gan me mà không hết. Hà Bá. Mẹ bà đó. Chị biết là nó nói gì mẹ Sáu là tăng lương, cộng lại lấy mặt bằng lại, nó bán chung mặt bằng của nó. Trời ơi, mở bán được có mấy ngày mà ý là có ăn nó ghét, đúng không? Chứ quán nó có ai đâu, quán nó bán dở đồ ăn mắc. Còn khi mà bán đồ ăn cho khách là dơ nữa ai thèm ăn. Phải lấy mặt bằng lại nè, nó muốn nói chuyện với mình như vậy. Bạn mẹ Sáu này ngộ vậy.
qua cái cho hải sản cái về xác định đi về thì vui lắm. Nó tức cái mai lại xíu nha, ăn gì ăn gì, anh ấy gì? Rồi xong rồi cho cả thắng rồi mà lẩu đây. Có gì đem ăn trước được chưa? Làm nổi để cho ta thiệt. Nhanh. Một cho bạn bảy nè. Đây đi hỏi chị, bắt lại cho chị.
Kêu lại mấy anh xuống. Đi. Đi tao. Đó xuống.